Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay thì chỉ còn một chưa được một tháng nữa là chúng ta đã đến Tết Nguyên Đán của năm Nhâm Dần năm 2022. Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là quà Tết tặng cho bố mẹ vợ thì chúng ta nên tặng cái món quà Tết gì. Thì như các bạn cũng đã biết thì có thể là những cái năm trước các bạn đã tặng những cái món giống như là những cái món giỏ quà Tết, ví dụ như những cái giỏ quà như thế này này. Chúng ta tặng những cái giỏ quà gồm có thực phẩm, rồi nước trái cây, rồi bánh kẹo à, rồi thì hoặc là chúng ta tặng bánh chưng hay là tặng các cái loại thực phẩm khác. Thì năm nay các bạn có thể tặng một cái các bạn có thể đem một cái luồng sinh khí mới đến cho bố mẹ vợ, cho chúng ta tặng một cái phần quà như thế này. Đây là gọi là chè bưởi thư pháp để chúng ta có thể chưng Tết. Thì nếu mà một quả bưởi bình thường ra thì chúng ta có một cặp bưởi nhưng mà chúng ta không viết chữ thư pháp hoặc là chúng ta không trang trí để thành một cái phần quà như thế này thì nó cũng không có gì đặc biệt, đúng không các bạn? Thì ở đây thì mình chọn là cái phần quà như này để tặng bố mẹ vợ, thì cái này là mình rất là thiết thực. Bởi vì sao? Có thể trưng ở trong 3 ngày Tết. Thì ở đây thì mình chọn quả bưởi vì các bạn cũng biết là quả bưởi trong dịp Tết là hầu như gia đình nào cũng rất là thích trưng bưởi. Tại vì bưởi thì nó tròn căng đầy, nó tròn, cái trái nó tròn trịa và nó ở cái bưởi này là bưởi da xanh và ở trong nó ruột đỏ mà nó rất là vọng nước, nên là đầu năm mà chúng ta trưng mấy ngày Tết xong rồi chúng ta cắt quả bưởi ra mà khi ruột nó màu đỏ, vỏ thì xanh, ruột đỏ và nó vọng nước thì nó cũng đem đến sự may mắn cho gia đình. Cho nên người ta rất là thích chọn cái bưởi da xanh, ruột đỏ để trưng Tết. Thì khi mà chúng ta làm một cái phần quà như thế này thì để tăng thêm cái vẻ đẹp cho quả bưởi thì chúng ta hãy viết những chữ thư pháp. Chữ thư pháp ở đây thì các bạn có thể chọn cái sự thư pháp ở trên quả bưởi, tức là mỗi chúng ta mong muốn một cái điều gì đó tốt đẹp ở trong năm mới thì chúng ta sẽ ghi lên đây bằng cái nét chữ thư pháp. Với cái gọi là bàn tay điêu luyện của ông đồ thì chúng ta sẽ thể hiện được những cái nét chữ rồng bay phượng múa ở trên quả bưởi và thể hiện được cái mong muốn của chúng ta. Ví dụ ở trong này là mình chọn chữ hạnh phúc, chữ bình an. Sau qua bao nhiêu sóng gió của năm 2021 và năm 2020 thì mọi người thấy rằng cái sức khỏe và bình an là vô cùng quý giá, đúng không các bạn? Thì chúng ta sống có hạnh phúc, có bình an thì đấy là cái mà mình mong muốn. Hoặc là có những gia đình thì họ chọn cái câu là giàu sang phú quý, hay là phúc lộc thọ, hay là như ý cát tường đó. Thì tùy theo cái mong muốn của chúng ta sau năm mới, chúng ta muốn mong muốn gì thì chúng ta viết cái chữ thư pháp lên. Và ở đây thì năm nay mình chọn là chữ hạnh phúc, gia đình được ấm, coi như là gia đình đoàn tụ sum vầy, cho nên mình chọn một cặp bưởi trưng thêm cùng một phần quà như thế này, là có cặp có đôi. Thứ hai là chúng ta chọn cái màu đỏ để viết cái chữ thư pháp thì nó mang lại sự may mắn. Thứ ba là ở trên đây là có một cái song hạnh phúc, song là hai nha các bạn. Thì ở đây là mình có chọn cái hoa hạnh phúc, đây là hoa hạnh phúc nha các bạn, đây là hoa hạnh phúc rất là bền luôn mà chúng ta trưng vào dịp Tết, nó có cái màu đỏ cũng là vừa hạnh phúc vừa đem lại sự may mắn. Và đây chúng ta có cái quả bưởi, chúng ta cũng viết chữ hạnh phúc thì gọi là song hạnh phúc. Và ở đây chúng ta có thể kết hợp trưng với lại hoa sen ở đây này, và những cái cành lá xanh tươi như thế này để cho trưng Tết rất là bền. Chúng ta có thể trưng trong vòng 29-30, chúng ta trưng tới mùng 3, mùng 4, mùng 5 vẫn không có vấn đề gì hết, không bị hư nha. Tại vì bưởi, các bạn biết bưởi là rất là bền, đúng không ạ? Các bạn trưng bưởi trong 3 ngày Tết, thời tiết Tết thì rất là nóng, cho nên là chúng ta trưng những loại trái cây khác thì nhiều khi nó rất là mau hư, còn bưởi rất là bền. Về bưởi, có đây là bưởi mới hái này, da xanh mới hái, nên chúng ta có thể trưng được nửa tháng mà không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta chỉ trưng trong 3 ngày Tết rồi chúng ta hoa này, những cái loại hoa như này nó rất là bền luôn, hoa sen rồi hoa hoa hạnh phúc. Ở đây thì mình có kết một cái tràng pháo để đem lại một cái không khí Tết cho gia đình. Một cái phần quà như vậy thì mình thấy nó rất là ý nghĩa trong dịp Tết để chúng ta có thể biếu quà cho bố mẹ vợ. Nếu mà bạn đang lăn tăn, bạn chưa biết là sẽ chọn cái món quà gì cho biếu bố mẹ vợ trong Tết năm nay, thì các bạn hãy chọn một phần trái cây như thế này, kết hợp với hoa tươi là xong hạnh phúc bình an, xong hai quả bưởi, và chúng ta trang trí những hoa tươi như thế này, và đó là một cái món quà. Và chúng ta có thể chọn những cái chữ thư pháp trên này, tùy theo các bạn mong muốn chữ gì thì bạn sẽ chọn, và chúng ta sẽ viết cái chữ lên đây và đem tặng như thế này, thì chắc chắn là bố mẹ vợ sẽ rất là hài lòng, đúng không các bạn? Cái món quà như thế này chúng ta có thể trưng trong phòng khách, chúng ta có thể dâng lên gia tiên để cúng gia tiên trong 3 ngày Tết, hoặc là chúng ta có thể làm một cái phần như thế này để chúng ta để cúng thời khắc giao thừa sang canh năm mới, chúng ta cúng tạ ơn trời đất cũng rất là ý nghĩa. Để chúng ta tặng cho bố mẹ vợ thì có thể sử dụng là dâng bằng thờ gia tiên nè, hoặc là chúng ta dâng kính lễ trời đất và sự giao thừa, hoặc là chúng ta
chân vào trong phòng khách để chúng ta tiếp khách và để cả gia đình chúng ta quây quần bên nhau trong dịp năm mới, cùng ăn bánh kẹo, rồi uống trà, uống rượu champagne với một cái trái cây tươi như vậy, nó mang lại một cái sinh khí cho gia đình. Mình là Thu Thủy Trần bên Trái Cây Quý Mộc, rất là cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0919977098. Mình cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye các bạn nha.